Xin chào tất cả các bạn nha. Những ai mà đào cái đồng Slim này thì hôm nay nó cho rút về ví nha các bạn. Cái ví mà hôm trước là ai tải về rồi á thì rút về được nha các bạn. Đây nè, thành bèo ví nè. Đây thành dịch ra cái đoạn này cho các bạn nghe nha. Rút tiền đơn giản, lưu trữ Slim của bạn một cách an toàn trong ứng dụng. Đơn giản về để rút Slim về ứng dụng di động, để hãy đảm bảo bạn đăng ký bằng cùng một mail nha. Đó, rồi nhấn để tiếp tục. Thì đây nha, có người đã rút được là 20.000 Slim về được ví rồi nha các bạn. Thì cái ví của nó mình tải trên sát Lay Aptoy đấy nha các bạn. Những ai mà chưa đào cái con Slim này thì đào mau nha. Thành để dưới cái link ở dưới phần mô tả bình luận nha các bạn. Những ai có Telegram á, kích vào đó là start đào thôi nha các bạn. Đó, thì còn tải ví thì lên sát Lay gõ tải về thôi nha. Gõ Slim Simple là coi là ra nha các bạn. Thì các bạn gõ wallet Simple như thế này thì nó ra như thế này nha các bạn. Cái hình này đây, các bạn vào cài đặt về thôi. Đây Thành chưa có cài đặt nha. Nó là một cái ví chứa BTC USDT rồi nha các bạn. Thì cái đồng Slim này chúng ta đào thì chúng ta rút được về ví đó, chúng ta có thể là hoán đổi ra USDT vân vân nha các bạn. Thì những ai mà chưa đào con Slim này thì Thành sẽ đỡ dưới link phần mô tả bình luận nha. Các bạn cứ kích vào các bạn đào nha các bạn.